Thưa quý vị, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2021, Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng cùng các lực lượng liên ngành đã phối hợp triển khai đồng loạt các biện pháp, tổ chức, sắp xếp và chấn chỉnh hoạt động khai thác khách của xe taxi công nghệ và xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Cùng với đó, công tác thu phí cũng có sự thay đổi từ thu phí đầu vào sang thu phí đầu ra đối với các ô tô ra vào khu vực này. Đây là những hình ảnh thường xuyên bắt gặp tại nhà ga T1, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời gian trước đây. Các tài xế xe công nghệ, xe hợp đồng tụ tập chèo kéo khách, gây mất trật tự cũng như làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải và mỹ quan tại cảng hàng không. Đến sáng hôm nay, khi lực lượng Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng phối hợp cùng các lực lượng thanh tra giao thông, công an quận phường triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức, sắp xếp và chấn chỉnh hoạt động khai thác khách của xe taxi công nghệ và xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã được đảm bảo. Theo đó, xe taxi công nghệ, xe dịch vụ vận tải dưới 9 chỗ ngồi được bố trí đỗ tại khu vực thiết lập riêng. Lái xe chỉ được phép hoạt động trong khu vực nhất định để khai thác vận tải hành khách bằng ứng dụng công nghệ và hợp đồng. Để tiếp tục duy trì cái tình hình trật tự vận tải cũng như an ninh trật tự tại sân bay, thì Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng đã xây dựng phương án tổ chức và quản lý hoạt động vận tải tại khu vực sân bay. Theo đó, thì những cái phương tiện vận tải được quy định đậu đỗ tại những cái khu vực riêng. Thì thanh tra cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng của an ninh sân bay, công an của quận cũng như công an phường để duy trì cái trật tự vận tải cũng như an ninh trật tự tại khu vực sân bay theo phương án mà Trung tâm An ninh Hàng không đã xây dựng. Hoạt động taxi công nghệ GrabCar và cái sự biến tướng phức tạp của các cái phương tiện phục vụ vận tải, dịch vụ vận tải dưới 9 chỗ là khá phức tạp. Vì vậy, hôm nay Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố tổ chức lại việc quản lý, khai thác đối với GrabCar và dịch vụ vận tải dưới 9 chỗ tại cảng nhằm hướng tới cái mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự mỹ quan, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì hình ảnh đẹp của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong lòng du khách trong thời gian đến. Để kịp thời phát hiện các vi phạm và phục vụ công tác điều tra, xác minh khi có yêu cầu, Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng đã tăng cường thêm 2 đầu camera kết hợp với hệ thống có sẵn, tổ chức giám sát liên tục 24/24. Song song với việc tổ chức lại hoạt động của các xe taxi công nghệ, xe hợp đồng, bắt đầu từ 0 giờ 01 phút ngày 1 tháng 1 năm 2021, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đã chuyển đổi từ thu phí đầu vào sang thu phí đầu ra đối với các ô tô ra vào khu vực này. Luồng tuyến giao thông nội cảng không có sự thay đổi. Đây là hoạt động nhằm thiết lập lại trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan của cảng hàng không, duy trì môi trường kinh doanh dịch vụ vận tải lành mạnh.